Diễm Thi và chân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ sáu, 31 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ khởi sự tẩy dọn hóa chất da cam vào năm tới. Công ty bột ngọt Vedan sẽ chi trả tiền bồi thường đúng theo văn bản đã ký kết. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đề ra mục tiêu vào giữa năm tới sẽ khởi sự công tác tẩy dọn hóa chất da cam tại một căn cứ quân sự Mỹ thời chiến tranh. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết như vừa nêu trong thông cáo đưa ra ngày hôm qua, theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, thì biên bản ghi nhớ giữa hai phía khẳng định mong muốn của hai chính phủ hợp tác với hy vọng công tác tẩy dọn hóa chất da cam có thể bắt đầu vào tháng 7 năm 2011 và hoàn tất vào tháng 10 năm 2013. Địa điểm được nói đến là khu vực phi trường Đà Nẵng ở miền trung Việt Nam. Đại sứ Michael Mihalak cho biết Washington đã dành ra gần 17 triệu đô la trong năm nay cho công tác tẩy dọn vừa nói. Tổng kinh phí cho công tác này được tính toán lên đến 34 triệu đô la. Thưa quý vị, tiền bồi thường đợt 2 cho nông dân các địa phương phải gánh chịu thiệt hại do ô nhiễm mà công ty bột ngọt Vedan gây ra sẽ được chi trả theo đúng văn bản đã ký kết. Truyền thông trong nước loan tin này trích phát biểu của giám đốc văn phòng, tổng giám đốc của công ty Vedan nói rằng, dù có phát sinh một số vướng mắc nhưng công ty Vedan khẳng định việc chi trả tiền bồi thường vẫn được tiến hành theo đúng thủng tục. Báo mạng Thanh niên Loan tin, ông Gia Sang Ye, Sangye, giám đốc của văn phòng tổng giám đốc Vedan hôm qua, 30 tháng 10, đã chuẩn bị sẵn tiền để chuyển trả cho nông dân ba tỉnh trước ngày 14 tháng Giêng tới đây. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, thuộc luật sư đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát biểu rằng, trong văn bản mà Vedan ký kết hôm ngày 13 tháng 8 vừa qua ghi rõ, 50% khoản tiền bồi thường còn lại cho người dân huyện Cần Giờ, tương đương là 22,8 tỷ đồng sẽ được thanh toán chậm nhất là vào ngày 14 tháng Giêng năm 2011. Nếu về đèn không thực hiện sẽ vi phạm thỏa thuận. Thưa quý vị, bộ chi ngân sách năm 2010 dự kiến ở mức khoảng 5,8%. Tổng sản phẩm nội địa GDP thấp hơn mức dự toán là 6,2%. Bộ Tài chánh Việt Nam loan báo tin này vào ngày hôm qua. Bộ này cho biết trong năm 2010, thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất ước đạt 64% tổng thu. Và theo các chuyên gia Tài chánh Việt Nam, nhu cầu phát triển kinh tế kéo theo yêu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng lớn cũng như các chính sách an sinh xã hội cần được triển khai trên diện rộng nên bộ chi ngân sách sẽ còn tiếp diễn để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia bộ tài chính việt nam đề ra mục tiêu giữ tỷ lệ bộ chi ngân sách cho giai đoạn 5 năm tới ở mức trung bình dưới 5% gdp và thưa quý vị, tòa án Đông Hình đã quyết định truy tố 7 người Thái mới bị bắt ngày hôm qua về tội xâm nhập lãnh thổ Campuchia bất hợp pháp. Ông Sokrum, phụ tá công tố của tòa cho hay những người này còn bị truy tố thêm về tội cố ý xâm nhập vào khu quân sự của Campuchia Vụ việc này xảy ra ngày hôm qua ở vùng ranh giới hai nước ngay khu vực đang tranh cãi Trong số những người bị bắt có một đại biểu quốc hội Tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan là ông Abhisit Vejava cho biết ông đòi hỏi chính phủ nước bạn phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 7 người đang bị giam giữ Chiều hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan đã rời Bangkok để sang Phnom Penh thảo luận trực tiếp với chính phủ quốc gia lãng diệt. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo RFA Vietnamese. Hoặc quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi qua điện thoại di động tại địa chỉ www.vietnamese.ofa.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt. <laughs>